Hôm nay thầy kêu con ra đây có việc gì ạ? Ta có thứ này cho các con xem. Đây là thứ khi ra đi thầy muốn các con chinh phục trước khi về đây gặp ta. Vậy thứ này chinh phục và ở đâu như nào thưa thầy? Theo ta được biết, ở phương Đông có một đỉnh núi, nơi ấy hội tụ đủ những tinh hoa của ngũ hành. Các con hãy tận dụng những gì đã học, ra đi và chinh phục nó. Ta hẹn các con một thời gian sau, nơi này chúng ta gặp lại. mừng vì con đã trở về. Ta biết rằng con sẽ làm được. Tụi con có quà tặng thầy. Đây là thứ khi ra đi tụi con chinh phục được. Thầy cảm ơn. Cái khó nhất là con đã vượt qua chính bản thân mình. Đoạn đường phía trước còn nhiều chông gai. Thầy trò ta cùng nhau chinh phục, tiến lên phía trước.